Yếu vậy chị Hà, sao chị yếu vậy? Chị ấy quá à. Bên team nhờ mua trọ bên em 20.000 rồi chị Hà ơi. Đây rồi. Ok, bây giờ cho em nói lại cho chị xem là cái luật của PK là như thế nào nha. Bởi vì nhiều khi chị nghĩ chị ngơ ngơ chứ cũng nhiều khán giả cũng không biết cái vụ này đó. Hải Bao. Giờ mà chơi công bằng á thì mọi người ơi, mọi người chỉ cần nhấp tay thôi cũng được rồi, không có cần mà đạp tiền tặng quà tặng ơi đâu, mất công ngày mai hai chị em tôi lên báo nha, chỉ cần bấm tay đồ thủ công đồ này nọ vui vẻ thôi hen. Dạ hai đứa Muốn em cũng nhắc không có cần. Sao tin. chị? Chỉ cần thả tin thôi. Đúng rồi, thả tim tay thôi, không có cần mua tiền, không có tốn tiền, không cần tốn tiền gì cả. Không, lúc nãy chị cũng có nói mọi người rồi, nếu như mà ai mà lỡ yêu mến quá mà có tặng bất kỳ một cái gì thì những cái gì mình nhận được mình sẽ làm một chuyến từ thiện với nhau, ok chưa? Chị ơi con không có bao nhiêu đâu chị ơi, từ thiện gì chứ đó chị. Thì mình bù thêm. Thà vậy, trời ơi em làm mấy năm trời nè chị ơi, có 6 triệu rồi chị ơi, em làm 4 5 tháng. Chị Hà ai cũng tưởng nhiều, đem cho chị coi cái doanh số của em. Chị trời ơi tiền bông tiền hoa nó có 5 6 triệu mà nó ở đây trong mấy tháng trời. Ăn giọng gì Đâu hả? đâu Để em sao đưa cái màn hình lên 600 triệu này. chị Hà, để em mở cho chị Hà coi, chị Hà cũng nói về tội nghiệp em. Tôi mở rồi, bên mình cũng lên được 13 ngàn 14 ngàn nghìn người coi rồi, nhưng mà bên kia chắc lên tới 20 mấy nghìn người rồi, mà cũng được 700 mấy chục tim rồi nè, mấy mấy trăm mấy chục ngàn tim rồi nè. Đâu em coi gì lâu vậy? Từ từ chị Hà, từ từ chờ em xíu. Trời ơi chị Hà ơi, 7 năm trời chị Hà có 6 triệu đồng mà nó không có nhiều chị Hà nha, cho nên chị đừng có bị áp lực mấy cái này, ta không có sốc nè. 6 triệu đồng hợp lý chưa Xài hết rồi còn có 6 triệu. chị ơi?